Hello anh em, hôm nay là ngày 15 tháng 3 năm 2020. Thì tiếp tục dụng cụ cầm tay lên một cái dàn máy nổ. Đó, đầu máy nổ và bơm nước với lại những cái đầu áp cao và áp thường cũng có. Rồi bây giờ mình cũng xin test và báo giá luôn cho anh em ha. Rồi đầu tiên là một cái con số, cái này là không có số anh em ơi ha. Cái này không có số, Subaru. Con này động cơ của nó là 6.0 PS. Thì con này mình được giá bán cho anh em với giá là 2,5 triệu. Thì đối với lại cái con Subaru này thì ngoại hình nó là theo mình đánh giá là còn trên 80-90% nha anh em. Đó, anh em nhìn cái thùng xăng của nó là rất là sạch luôn, rất là sạch sẽ ha, không bị rỉ sét. Đó thì có như là đó, bây giờ mình cũng cho anh em xem qua cái ngoại hình. Con này thì nó có model là Subaru Robin, Subaru Robin Rồ EH17 UHV. Đó, con này thì động cơ của nó là 6 ngựa, nhưng mà có cái là con này là cốt thẳng nha anh em. Đó, cốt thẳng tua nhanh. Đó, ngoại hình là cũng như là cái máy này theo như anh em là về là anh em cài cũng hơi là bị sướng đó. Đó, anh em nhìn cái ngoại hình đây nè. Từ con ốc luôn là nó còn trắng tinh hết nha anh em. Đó, từ con ốc luôn còn trắng tinh hết, đều rang hết. Cái cũng như là một cái dàn máy này là cũng như là mình lấy đợt trước là nguyên một cái lô bơm chìm. Thì cũng như là những cái sên bơm chìm với lại dây mình đã hết rồi, bây giờ mình sẽ lột đầu máy ra mình phục vụ luôn cho anh em. Đó. Thì đối với là cái máy này nó là rất là thích hợp cho anh em mà chạy vỏ lãi ha. Đó, anh em đưa xuống vỏ lãi là anh em chạy rất là sướng luôn. Nếu mà cái dòng này anh em cài là cũng hơi bị sướng đó. Con này thì nó được, nó là thiết kế là chạy cò nha anh em. Đó, Subaru Rubin EH17 Rồ. Thì con này là nó cái dòng nó là dòng UHV. Đó, cái dòng dòng UHV. Đó, dòng này dòng đời mới nha anh em, dòng đời cao. Rồi thì cái con không có số này thì mình được giá bán cho anh em với giá là 2,5 triệu. Rồi bây giờ mình xin test máy luôn cho anh em xem. Đó thì những cái máy như vậy thì anh em cứ yên tâm mà sử dụng ha, cũng như nó rất là đẹp. Đầu tiên là nút on off bên đây. Đó, nút on off đây nha anh em. Rồi giờ mình xin test máy cho anh em xem luôn. Thì đối với lại cái máy này theo mình đánh giá là về anh em xài cũng hơi bị sướng tay. Anh em thấy ở trong cái con ốc ga nó còn niêm trì luôn nha anh em. Đó, ốc ga mà nó còn niêm trì luôn. Ngay chỗ càng ga của nó còn niêm trì vậy luôn, là anh em nhìn là cũng rất là tiện lợi cho anh em ha. Đó, máy rất là mới. Rồi thì còn cái phần đuôi này. Thì cái phần đuôi này cũng như là cái đuôi này thì mình cũng nói rõ cho anh em. Thì về cái anh em mở bốn con ốc này ra thì anh em giật cái chụp nối của sên bơm chìm này ra là nó sẽ lồi ra cây cốt, là cốt của nó là cốt 24 nha anh em. Cốt của nó là cốt 24. Đó, anh em giúp mở bốn, chỉ mở bốn ốc thôi, giúp cái kỉnh này ra, giúp kỉnh nối này ra là cũng như nó lồi ra nguyên cái đầu cốt là cốt 24 cho anh em. Đó, giờ anh em chẳng hạn như chuyền đăng hay là chuyền mũ ly gì đó thì cũng rất là tiện lợi cho anh em, chứ không cũng không có gì mà khó khăn ha. Rồi bây giờ mình xin thông báo giá. Con này là không có số, Subaru là động cơ là 6.0, nó được chuyền cốt thẳng tua nhanh. Tua của nó là, nếu mà max tua là tua 4.000 nha anh em. Đó, max tua của nó là tua 4.000. Thì con này mình được giá bán cho anh em với giá là 2,5 triệu. Rồi tiếp tục một cái con này là Mitsubishi.
Đó, Mitsubishi động cơ là hai thì anh em ơi. Động cơ hai thì, động cơ xăng pha nhớt. Thì con này á là nó là 1/25. Đó, con cũng như á, con này á thì anh em pha cỡ chừng 2 lít nhớt thì nó khoảng cỡ chừng 2 lít xăng là nó khoảng cỡ chừng chưa được khoảng hơn nửa xì nhớt tí là được ha. 2 lít xăng là hơn nửa xì nhớt thôi. Hoặc là nửa xì nhớt cũng được. Tại vì nó là 1/25. Đó, 1 lít 25 lít là 25 lít xăng là nó vô 1 lít nhớt. Đó, cứ anh em cứ căn cứ như vậy là anh em pha, anh em sử dụng. Rồi, thì con này nó có cái hiệu là Mitsubishi. Model của nó là T430. Đó, con này T430. Con này á, cái động cơ nếu mà nó mắc tua là tua 5.000 nha anh em. Tua 5.000. Còn mà nếu mà tua 4.500 á thì nó cho cái động cơ mình là 3.3 HP, còn tua mà tua 5.000 thì nó sẽ cho cái động cơ mình lên tới là 4.3 HP. Là con này á, nó có công suất của nó là 4.3 HP. Đó, mắc in cho băng luôn. Con này anh em nhìn cái ngoại hình đó là anh em không có chê chỗ nào. Máy rất là đẹp, máy rất là mới luôn. Từ chi tiết con ốc luôn, ốc là còn 7 màu hết, đều rang hết nha anh em. Đó, ốc còn đều rang hết. Cái bô của nó nè, anh em nhìn nè, cái nước sơn in bô mà cũng còn y vậy. Rồi cái đế của nó, đây là cái đế của cái chân máy ha. Rồi thì con này á thì nó có hay một cái về, nó có thêm là một cái bu ly tự động cho anh em. Đó, bu ly tự động khi mà anh em mà lên ga lớn là bắt đầu là bố nó sẽ chụp cái bu ly anh em, là lúc đó cái bu ly mình nó hoạt động. Còn mà anh em đi cái ga nhỏ là cũng như là cái bu ly mình nó chưa có hoạt động được. Đó, cũng như là cái nó chế cái bu ly tự động này y chang như là cái nồi xe Honda của mình ha. Đó, rất là tiện lợi cho anh em, chẳng hạn như anh em đưa vô mà chế cháo vỏ xe đồ này kia rất là tiện lợi. Rồi, đây là bên hông. Đó. Rồi, cái phần này là phần công tắc on off nha anh em. Đó, anh em lưu ý, anh em mà gặp về cái mũi tên mà nó chở về dưới cái chân máy là nó sẽ off chế độ off. Anh em mà gặp lên chế độ mà chở về cái bình xăng là chế độ on ha. Rồi bây giờ cũng xin test máy luôn cho anh em xem. On được phải không? Cảm ơn là. Máy nổ rất là êm luôn em. Nó nổ y chang tự. Anh em ơi, nhìn cái động cơ này nó nổ cái tiếng máy y chang như là xì bo luôn. Đó, cái tiếng máy nổ y chang như xì bo luôn. Đây. Đây anh em à, nhìn là chế độ ga ti nè. Cái bu ly mình nó sẽ đứng lại. Ha. Còn mà anh em mà lên ga là bắt đầu bố ba càng nó sẽ bung ra, nó chụp cái bu ly mình, nó lúc đó cái bu ly mình nó hoạt động ha, rất là tiện lợi cho anh em. Rồi bây giờ mình cũng xin test ga luôn cho anh em xem. Cái máy đổ đã rồi chứ. Rồi chuẩn anh em ơi. Rồi con số 1, con này á, nó có động cơ 2 thì con này nó cũng như là nó xài cái nhiên liệu đốt như cái nhiên liệu là xăng pha nhớt ha. Con này đốt nhiên liệu là xăng pha nhớt thì con này nó có cái hiệu là Mitsubishi T430, động cơ là 4.3 PS là khoảng 4.3 HP. Còn con này mình được giá bán cho anh em với giá là 2.2 triệu. Rồi. Rồi tiếp tục là một cái con số 2. Tiếp tục một cái con số 2 Mitsubishi, cũng cái dòng Mitsubishi. Nó con này á, thì nó có model là GB180, động cơ là 6.3 PS là khoảng 6.3 HP là 6.3 ngựa. Đó, con này á, thì mình được giá bán cho anh em với giá là 3.8 triệu. Thì đối với lại con này 3.8 triệu á, thì nó được chèn cốt xéo tua chậm nha anh em.
đó, tua của nó là tua 2000 ha, tốt xéo tua chậm. Thì con này nó mình được cái giá bán 3.8 triệu thì mình cũng xin báo thông báo rõ lên luôn cho anh em cái ngoại hình của máy đó. Máy là nó rất là đẹp, cực kỳ đẹp, nhưng mà có cái là nó bị mắc cái chụp bo e ở trên đó, nó rất bị mắc cái chụp bo e ở trên. Thì về cũng như anh em kiếm cái nắp gì ở đẩy lên đây thôi, cũng cũng đơn giản, không gì khó khăn ha. Rồi bây giờ mình cũng xin quay cái sơ lược qua cái ngoại hình cho anh em xem. Đó, này là nắp chụp cò đó, anh em nhìn cái lốc nè, cái lốc nó còn trắng tinh luôn ha, lốc là còn trắng tinh luôn, ốc là còn len keng, ốc là còn cũng như là nó trắng, nó là bóng giận luôn nha anh em. Đây là chi tiết từ con ốc luôn. Thì cái con GB180 này thì nó còn một cái bu ly, bu ly riêng của nó là bu ly này, bu ly 6 phân nha anh em, bu ly 6 phân 2 rãnh bản A đó, bu ly 6 phân 2 rãnh bản A đây đó, ngoại hình rất là đẹp. Nhưng mà có cái là mình tiếc ở đây, quay vô rõ đây, GB180 made in Japan đó, ngoại hình rất là đẹp. Rồi bây giờ mình cũng xin test máy luôn cho anh em xem. Công tắc on off đây nha anh em, công tắc on off đây, nhấn lên. Rồi. Im ru mà ru. Garanti cực chắc, cực nhẹ. Quá im. Rồi sau đây là cái bằng test ga cho anh em. Ok. Rồi, con số 2 Mitsubishi GB180 động cơ là 6.3 PS. Con này thì nó được truyền cốt xéo tua chậm, tua của nó là max tua 2000. Thì con này mình được giá bán như anh em với giá là 3.8 triệu. Thì con cũng như là mình đưa ra cái giá 3.8 triệu này á, tự vì cái máy mình đó là con cũng như là ngoại hình là cũng rất là đẹp, nhưng mà có cái là nó bị mắc cái bô e. Thành thử ra mình sẽ giảm tiền lại cho anh em. Mình tính cho anh em là giá là 3.8 triệu. Đó, chứ máy mốt là cũng như là ngoại hình rất là đẹp luôn ha. Máy nổ garanti rất là nhuyễn mà cũng lên ga cũng rất là ngọt. Rồi tiếp tục với con số 3. Con số 3 con này bơm nước Kubota. Con này động cơ là 2.2 HP. Đó là 2.2 ngựa nha anh em. Con này mình được giá bán cho anh em với giá là 2 triệu. Đó, ngoại hình của nó anh em nhìn rất là đẹp. Đó, tem mát đồ còn đầy đủ hết nha anh em, chi tiết tem mát còn đầy đủ hết đó, ngoại hình con này rất là ngon. Đây đây là nó để là cô sim, thì con này nó được thiết kế là nó kéo một cái sim bơm của cô sim ha. Đây sim bơm cô sim đây, con này thì cái họng của nó hút xả 25 đó, cái này lưu lượng nước của nó là 140 lít, cột áp của nó là lên tới 37 mét nha anh em. Đó, cột áp của nó lên tới 37 mét là rất thích hợp cho anh em mà tưới vườn tưới rẫy đâu này kia rất là sướng đó. Sân bơm cô xin nha anh em, nhìn sân bơm cũng còn rất là đẹp luôn ha, sân bơm cũng còn rất là xanh, rất là sáng. Cái này on off on nút nhắn không? Bên hông, bên hông. À, bên hông. Rồi nút on off là bên hông nha anh em. Đây là nút on off. Anh em khởi động là nhớ mở cái nút on off ha. Ừ.
Rồi. Số 3 bơm nước Kubota, con này động cơ là 2.2 PS. Con này mình được giá bán cho anh em với giá là 2 triệu. Thì đối với lại cái con số 3 bơm nước Kubota này, con này rất là nhỏ gọn, cho rất là thích hợp cho những anh em mà lớn tuổi, những chú bác lớn tuổi, thì cái dòng này thì anh em cũng như là di chuyển cũng rất là dễ dàng, cũng như là rất là gọn. Rồi con số 3 bơm nước Kubota, con này động cơ 2.2 HP, con này mình được giá bán anh em với giá là 2 triệu. Đây, bỏ nó lên. Kiếm cái thùng giấy. Kiếm cái thùng giấy con. Đây. Đó, cho nó im. Rồi, con số 4 bơm nước Honda G120. Thì con bơm nước Honda này thì cái đầu máy là đầu máy của Nhật nha anh em. Đó, cũng như là nguyên con này là của Nhật, từ hàng Nhật bãi về ha. Honda G120, động cơ là 4 ngựa, 4 HP. Con này mình được giá bán anh em với giá là 3 triệu rưỡi. Đó, bây giờ mình cũng xin quay sơ lược qua cho anh em xem một cái ngoại hình. Thì đây là một trên cái bình xăng, nó cũng còn rất là sạch sẽ, rất là đẹp luôn nha anh em. Mắt đi Japan. Rồi thì con này thì nó được thiết kế, nó kéo một cái sinh bơm của Cosin. Đây, trên cái ký hiệu bình xăng của nó. Đó, nó thiết kế nó kéo cái sinh bơm của Cosin. Và đây là cái ngoại hình bên hông. Đó, lốc máy cũng còn rất là sáng sủa nha anh em. Ha, sinh bơm cũng còn rất là sạch sẽ. Rồi đây. Thì đối với lại cái nó kéo sinh bơm này là ống hút xả đều 50 nha anh em. Hút xả đều 50. Ha. Rồi cái mặt bên hông. Rồi đây sẵn đây cái thông số mình cũng xin đọc cho anh em hiểu rõ hơn ha. Hút xả 50. Lưu lượng nước của nó là 600 lít trên phút. Cột áp của nó là 30 mét nha anh em. Đó, con này thì nó sản xuất tại Nhật, Made in Japan. Rồi quay qua cái phần hông bên đây. Đó, trên cái lốc máy, mã cái mã seri của lốc máy của Honda cho anh em đã xem. Rồi, sau đây là mình sẽ test máy cho anh em xem. On off. Nút on off bên hông nha anh em. Đó, on off bên hông. Bơm nước Honda GX120, động cơ là 4.0 PS, là khoảng 4 ngựa. Con này mình được giá bán cái này với giá là 3 triệu rưỡi. Thì con số 4 này nó được kéo cái sinh bơm là hút xả 50, lưu lượng nước của nó là 600 lít trên phút. Cục áp của nó là 30 mét nha anh em. Rồi tới con số 5. Con số 5 bơm nước Mitsubishi G510, động cơ là 5.0 PS, 5 ngựa. Con này thì mình được giá bán cho anh em với giá là 2 triệu rưỡi. Thì đối với lại cái dòng Mitsubishi G510 này á, thì nó được thiết kế nó chạy IC nha anh em. Con này thì nó chạy IC ha. Sinh bơm của nó là sinh bơm 90 nha anh em. Đó, sinh bơm của nó là sinh bơm 90. Đó, sinh bơm này là sinh bơm, nếu mà nó chuẩn ra là sinh bơm 65.
đó, răng của nó là răng 76, coi như là con này nó xài chung với lại cái dòng những cái đường dây của cứu quả ha, mấy đường dây cứu quả là cũng như với lại sinh bom này là nó trùng khớp với nhau đó. Anh em mà có cái dây cứu quả là anh em dặn vô đây là cũng như là y răng luôn đó. Ống là ống 65, răng là răng 76 hả. Động cơ của Mitsubishi 5 ngựa đó, ngoại hình là cũng như là nội thất của nó là anh em nhìn cũng còn là tương đối ha, tương đối ổn định, cũng như là cũng còn là rất là dễ nhìn, dễ coi. Rồi sau đây là mình sẽ test máy luôn cho anh em xem. Rồi số 5 bơm nước Mitsubishi G510 động cơ 5 ngựa, thì con này mình được giá bán anh em với giá là 2,5 triệu. Thì đối với lại cái sinh bơm này á, cái con bơm nước này á là rất tiện lợi cho anh em, coi như là nó có hai bánh xe nó kéo, không cần anh em phải kinh ha, anh em mà muốn di chuyển làm ở đâu cũng là rất là dễ dàng đó, coi như anh em cứ lôi tới đó là anh em làm thôi. Vậy rồi tới con bơm nước số 6 Yamaha, động cơ là 4.5 PS, là khoảng 4 ngựa rưỡi đó. Này thì mình được giá bán cho anh em với giá là 2 triệu ha. Đối với lại cái dòng mà Yamaha này á, thì anh em đã biết rồi, cũng như là xài cũng rất là ok, rất là sướng. Thì những cái thương hiệu này là thương hiệu hàng đầu của Nhật Bản. Yamaha là anh em cũng rất là quen thuộc cái dòng hiệu thương hiệu của nó nha. Đó, thương hiệu của nó cũng rất là quen thuộc. Đây, bây giờ mình sẽ quay sơ lược qua cho anh em xem cái ngoại hình. Thì đối với lại cái con số 6 bơm nước Yamaha 4,5 ngựa này, thì nó được kéo cái sinh bơm là sinh bơm 90, sinh bơm của Yamaha luôn. Đó, sinh bơm của Yamaha luôn, IP30G, sinh bơm 90 nha anh em. Đó, hỏng 80, nhưng mà ren là ren 90 ha. Rồi dưới đây nó còn một cái trục nối nhanh luôn. Đó, cái trục nối nhanh luôn. Thì cũng rất là tiện lợi cho anh em. Rồi thì đối với lại cái dòng Yamaha này á, thì nó thiết kế là nó chạy IC nha anh em. Cái nó là cái kiến nhớt nó nằm ở dưới đây. Đó cũng rất là tiện lợi cho anh em ha. Cũng như là anh em nhìn vô mà thiếu nhớt hay là đủ nhớt thì anh em nhìn ngay kiến nhớt này. Đó. Rồi bây giờ sau đây là mình xin test máy luôn cho anh em xem. Máy nổ rất là êm nha anh em. Rồi số 6 bơm nước Yamaha, động cơ là 4,5 ngựa, 4 phải là
À, con này thì mình được giá bán cho anh em với giá là 2 triệu. Rồi, con số 7 rửa xe Yamaha GE20. Con này là nó là 2 HP 2 ngựa nha anh em, cũng như là rất là mini cho những chú bác mà lớn tuổi, cũng như là thích hợp với lại cái dòng mà mini vậy. Đó, anh em mà làm cái công việc đi ra vườn đồ phun thuốc đồ cũng là rất là tiện lợi. Đó, thì con này mình được giá bán cho anh em với giá là 4 triệu. Thì đối với lại cái con số 7 rửa xe Yamaha GE20 này á, thì nó được kéo một cái đầu áp ha. Nó được kéo cái đầu áp là cũng là Dân Ma. Đó, đầu áp của Dân Ma GB20A. Đó, con này á, thì nó được thiết kế là ba ti sứ nha anh em. Đó, con này thiết kế ba ti sứ. Đó, thì con này cái áp của nó là áp 50kg. Đây, áp 50kg. Còn cái lưu lượng nước của nó, lưu lượng nước của nó là 12.6 lít trên phút. Đó, nó cũng là rất là tiện lợi cho những nhà anh em mà chú bác phun thuốc đó miệt vườn ha. Mà đồng thời nó cũng là rất là gọn luôn, rất là mini. Đó, anh em chỉ xách một tay thôi là đi ra vườn là phun thuốc là rất là thoải mái. Đó, thì nó được kéo một cái đầu máy là rất là dễ thương anh em. Đó, nó kéo cái đầu máy là rất là dễ thương của Dân Ma luôn, thấy không, rất là đẹp luôn. Cũng như là con này là chính hãng của Honda, chính hãng của Dân Ma đó. Anh em nhìn cái máy nè, chi tiết máy là còn rất là đẹp. Bộ này theo mình đánh giá là còn trên là 80% đó, tem mát còn đầy đủ ha. Anh em nhìn nè, từ cũng như là tem mát rồi, không có thiếu cái tem nào đó, rất là đẹp. Rồi thì cũng như là mình chỉ là quay cũng như là cho anh em xem một cái quy hình sơ lược thôi. Thì một lát nữa mình sẽ đem ra máy ra ngoài, mình sẽ cho máy hoạt động rồi mình sẽ test luôn cái áp của cái đầu áp cho anh em xem. Rồi. Tới cuối cùng là một cái con số 8 rửa xe Honda GX120. Con này là cũng là xuất xứ từ Nhật Bản. Ha, xuất xứ từ Nhật Bản. Con này đó, động cơ của nó là 4 ngựa. Con này thì mình được giá bán cho anh em với giá là 6,5 triệu. Thì bây giờ mình giới thiệu cho anh em xem một cái màn hình đi, rồi mình sẽ thông báo cái giá và một cái sản phẩm kèm theo máy là cái gì, rồi anh em cần phải lưu ý ha. Đó, đây là bên cái nắp chụp cò. Đó, máy này ngoại hình đó, theo mình đánh giá là rất là đẹp anh em. Ồ, quá đẹp. À. Rồi mặt sau. Đó, chi tiết ốc nè, con này thì theo mình đánh giá là cái máy này nó còn là trên 80% anh em ơi. Đó, từ lốc tới con ốc luôn. Ha, rất là đẹp. Rồi thì con này thì nó thiết kế nó kéo một cái đầu ốc của Ý, ốc cao. Đó, cái ốc của nó là 101. Lưu lượng nước của nó là 10 lít trên phút. À, rất là đẹp. Rồi, đây cái model, cái mã số của những cái dòng máy của Honda của Nhật Bản. Rồi thì đối với lại con số 8 rửa xe Honda GX120 này, động cơ là 4 ngựa, thì mình được giá bán cho anh em với giá là 6,5 triệu. Thì cái giá 6,5 triệu này mình sẽ bao gồm cho anh em một cái đường dây hút và một cái đường dây áp dài 10m và một cây súng coi như là phu đồ, và là anh em chỉ là việc xài thôi, không cần phải sắm sửa gì thêm ha. Rồi bây giờ mình cũng xin đem máy ra ngoài rồi mình test luôn cho anh em, rồi những cái sản phẩm kèm theo cái gì mình sẽ công bố thẳng lên trên đó luôn cho anh em cũng như dễ kiểm soát, dễ kiểm tra cái hàng hóa của mình. Rồi sau đây là cũng như là mình cũng đã đem máy ra ngoài rồi, mình cũng đã vô ống đồ cho nó sẵn sàng máy hết, cũng như là mình làm trước để không có cái mắc cái thời gian cho anh em xem cái clip đó, thành thử ra mình lắp ống đồ này kia sẵn sàng trước hết cho anh em. Rồi bây giờ mình cũng xin test một cái con số 7 trước.
Đó, số 7 rửa xe Yamaha GE20, động cơ là 2 ngựa. Đó, này con này mình được giá bán cho anh em với giá là 4 triệu. Thì đối với là 4 triệu á là mình những cái đường dây là cũng như về là anh em tự bỏ vô ngay dây hút, dây xả hoặc là dây áp anh em tự bỏ vô. Còn nếu mà anh em nào mà muốn nhu cầu dây ống riêng thì cứ alo mình sẽ tính cái đường dây hút xả riêng hoặc là đường dây áp riêng cho anh em. Đó, thêm tiền cho anh em. Đó, còn nếu mà mình để như vậy thì mình sẽ tính cho anh em với giá là 4 triệu. Về tự động anh em bỏ cái đường dây vô ha. Rồi bây giờ muốn xin test máy luôn cho anh em xem. Máy nổ rất là im anh em. Đây. Anh em thấy máy đó, máy mini rất là mini nhưng mà đang đi là chế độ garanti. Mà anh em nhìn là cái app này đó, là anh em theo như anh em mà nhà vườn phun thuốc đó, rất là ok luôn. App lên rất là mạnh. Đó, máy mini mà tính ra cái áp suất của nó là không mini tí nào. Đó, phun thuốc rất là mạnh luôn. Đó. Theo như cái nhiệt độ mà đang đi chế độ ăn ti vậy, cái đường áp của nó ra là tầm theo như mình dự đoán á là tầm khoảng trên 7 mét. Đó. Trên 7 mét nha anh em. Rất là mạnh. Mini nhưng mà áp nó rất chuẩn, rất đẳng cấp anh em. Rồi bây giờ mình xin test máy luôn. Lên ra. Quá ngon. Rồi con số 7 nè, bây giờ mình cũng xin thông báo giá lại con số 7 rửa xe Yamaha GE20, động cơ là 2 ngựa. Đó, con này thì nó được kéo cái đầu áp của CB20. Áp của nó là 50 kg. Lưu lượng nước của nó là 12.6 lít trên phút. Thì con này mình được giá bán cho anh em với giá là 4 triệu. Đó là cũng như là chưa bao gồm dây. Còn nếu mà anh em nào mà muốn lấy nguyên cái bộ dây riêng này của nó thì mình sẽ tính anh em thêm 500 ngàn nữa là cũng như là 4,5 triệu là anh em đầy đủ bộ về là anh em sử dụng luôn ha. Cũng như là mình báo giá chi tiết lên đây anh em nếu mà lấy dây luôn cũng được mà không lấy dây cũng được, cũng như là cái đó là tùy anh em. Nếu mà anh em mà có đường dây sẵn thì khỏi lấy, còn nếu mà anh em có chưa đường dây thì mình sẽ tính cho anh em hai cộng dây hút xả riêng theo máy đó, một cộng dây áp cũng là đều riêng theo máy luôn. Đó là cũng như là tính thêm anh em là 500 ngàn là 4,5 triệu.
Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục qua một cái con số 8 để yên quy nó. Con để yên quy nó. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục qua một con số 8 giữa xe Honda GX120, động cơ là 4.0 PS là khoảng 4 ngựa. Đó, con này thì mình được giá bán cho anh em với giá là 6.500.000. Thì 6.500.000 mình sẽ bao gồm cho anh em một cái đường dây hút. Đây là một đường dây hút riêng nha anh em. Đường dây hút riêng ha. Đó, đường dây hút riêng. Và một cái cộng giáp là cũng riêng luôn. Đó, cộng giáp là giáp riêng. Ha. Súng á, súng này á thì đó, súng này á thì là kèm theo anh em luôn. Đó, cũng như là mình sẽ hỗ trợ cho anh em một cái đường dây hút, một đường dây dây áp và một cái súng. Đó, với giá là 6.500.000. Đó, còn nếu mà anh em nào mà nếu mà muốn lấy nguyên bộ thì mình sẽ tính cho anh em 6.500.000. Còn anh em nào nếu mà không lấy những cái vật gì mình sẽ trừ tiền trực tiếp ra cho anh em. Đó, anh em muốn cần lấy cái món nào thì mình cứ alo cho mình. Đó, mình sẽ trừ trực tiếp ra cho anh em. Rồi, anh em mà muốn lấy nguyên bộ thì mình sẽ tính y như giá cũ là 6.500.000. Rồi bây giờ sau đây mình xin test máy luôn cho anh em xem. Để lắp lắp vô, lắp súng vô. Đây. Cái này á, coi cũng như là bữa nay là mình lên một cái clip này, coi như là mình tính dễ luôn cho anh em. Đó, mình tính dễ luôn cho anh em. Anh em nào muốn lấy cái sản phẩm nào thì cứ alo cho mình sẽ coi như là bữa nay là coi như là mình test ở đây là coi như là mình test là lấy nguyên bộ cũng được. Anh em nào mà muốn cần cắt đầu máy hoặc là cái đầu áp ra hoặc là dây hay là súng gì mình bán coi như bán lẻ, coi như là các cái anh em nào muốn cần cái nào thì mình sẽ bán cho anh em, mình phục vụ cho anh em cái món đó. Mà nếu mà những cái mặt hàng này mình còn thì mình sẽ phục vụ coi như là chi tiết là muốn cắt cái gì mình sẽ cắt cho anh em, mà cái mặt hàng còn mới được nha, còn mà mình bán rồi là thôi nha anh em. Rồi, on lên. Đây nhé. Đây. Đây nhé. Đây là cái này nè, hướng dẫn cho nó sử dụng luôn. Đây là cái đường xả nè. Đó, khi mà cái đường xả mình nó ra đầy đủ nước thì anh em sẽ khóa lại, là lúc đó là anh em sử dụng bên cái bằng cái đường áp đường súng của mình.
đó, cũng như là cái này là mình sẽ hướng dẫn cho những anh em mà đi phun thuốc luôn đó. Bây giờ là app này là anh em là hợp lý nè, chấp nhận cho anh em phun thuốc đi cái dây app thường đó, anh em đi mấy cái dây app thường mình là phun thuốc rồi rất là ok cái chú chỉnh này đó. Còn mà nếu mà anh em mà thích cái app thấp hơn nữa là nó sẽ thấp hơn nữa đó. Đó giờ là app nó chỉ còn có 20 kg thôi. Nếu mà anh em thấy là yếu quá thì anh em tăng lên miếng nữa đó, giảm ra đó 40 kg thôi. 40 kg là anh em đi dây áp thường là rất là ok rồi, nhưng mà máy thì mình sẽ để trả về khoảng cỡ chừng 30% ga, đó là anh em sẽ chỉnh cái áp mình xả xuống là nó cái áp mình sẽ còn lại là 40 kg. Ok. Đó, máy coi như là hoạt động coi như là rất là nhuyễn, rất là tốt luôn. App rất là chuẩn. Rồi, bây giờ mình xin thông báo giá lại con số 8 rửa xe Honda GX120. Đó, xuất xứ từ Nhật Bản nha anh em. Con này thì động cơ là 4.0 PS là khoảng 4 ngựa. Con này mình được giá bán cho anh em với giá là 6.5 triệu. Thì 6.5 triệu mình sẽ bao gồm cho anh em một cọng dây hút, cọng dây xả và một cái súng. Thì coi như là bữa nay mình cũng có những cái dòng sản phẩm mấy cái đầu nổ và mấy cái bơm áp. Với lại mấy cái bơm nước thì mình cũng có lên và báo giá chi tiết cụ thể trên đó. Thì anh em nào có cần cái sản phẩm nào xin liên hệ số 0914711438. Địa chỉ của mình là C12/45 xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Anh em muốn tới địa chỉ của mình là anh em cứ sạp vô Google Maps, dụng cụ cầm tay là T là Google Maps, nó sẽ hướng dẫn tới địa chỉ của mình. Rồi cảm ơn anh em và hẹn gặp lại.